Thành phần của chó là vitamin E nè, ginkgo này nha mọi người. Đây mọi người nhìn đây này nha, ginkgo nè, vitamin E nè, B2 nè, B6 nè, kẽm nha. Đó mọi người nha, các thành phần chính thôi nha. Cái này là bổ não tổng hợp nha mọi người nha. Đó, bổ não tổng hợp đó, một cái hộp là 120 viên, là một ngày mình uống một viên thôi nha. Một ngày uống một viên thôi là mình uống được 120 ngày là mình uống được 4 tháng nha. Ai mà đang hoa mắt chóng mặt nè, rối loạn tiền đình là mình uống nè. Những người suy giảm trí nhớ mình uống nè. Những người muốn mà tăng khả năng trí nhớ, tăng khả năng tập trung là mình uống nha. Ví dụ mình đi học đi làm rồi mà mình làm máy tính nhiều, nó stress, nó căng thẳng đó, mình uống để nó giúp mình là tỉnh táo làm việc hiệu quả hơn đó, thì mọi người có thể uống. Còn ai là não cá vàng mình cũng uống, em sau sinh não cá vàng mình uống, hoặc là người già lớn tuổi đó bắt đầu suy giảm trí nhớ đó là mình cũng uống. Mình uống cái này nó máu huyết nó lưu thông, này cũng phòng ngừa được cái đột tai biến nha mọi người nha. Đó. Rồi một hộp là mọi người là giá hôm nay là 8 90 ha, 8 90 một hộp bổ não Vinco Hàn Quốc nha mọi người nha. Còn những thứ khác mọi người muốn thì mọi người nhận liên hệ trên màn hình nha, thông tin trên màn hình đó mọi người lưu lại nha, mọi người lưu lại vô dép Lào nha. Mọi người muốn gì á khác những cái trên này á, mọi người vào dép Lào nha. Vào dép Lào là tôi sẽ tiếp hết nha. Ừ. Cứ vào dép Lào tôi muốn điện mọi người lấy cái thông tin đi, chứ hồi lát nó xuống là nó lại không còn thông tin. Đây là cái tinh dầu, cái này làm cái gì, đông trùng hạ thảo, đông trùng hạ thảo dạng nước nha. Để lấy cái hộp nó lên nha mọi người, để lấy cái hộp nó lên nữa nha. Một hộp nó là 60 túi rồi đó. Nấm thì mọi người có thể mua cái nấm này nha mọi người, nấm linh chi đỏ nha, cái này gọi là nấm linh chi đỏ, một hộp là 1 kg. Nấm nguyên tai thì 1,1 triệu, mà nấm sách rồi á, là 950. Còn cái hộp này là đông trùng hạ thảo nè. Hộp này là đông trùng hạ thảo, hộp gỗ vàng nha mọi người, hộp gỗ vàng đông trùng hạ thảo can qua. Một hộp này là nó 5 kg, mọi người đóng thùng lên là 5 kg, nặng lắm. Đây nha mọi người nha. À, nó sẽ có là 60 túi nha. Một hộp này nó 60 túi nha mọi người. Mọi người uống một ngày là 1 đến 2 túi, cứ lắc lên uống nha. Cái túi hồi nãy cho mọi người xem rồi đó. Để tôi lấy cái túi nó lên lại, đâu rồi ta? Mới đây đâu rồi? Mình tôi với nó thôi mà tôi cũng đi kiếm qua kiếm lại. Đây nha mọi người nha. Cái túi của nó vậy nè, một hộp là 60 túi, mọi người cứ lắc lên là uống rồi nha. Ghim cái đông trùng hạ thảo này lên cho mọi người nha. À bên đây đang sale giá là tốt mọi người nha, giá này giá tốt nè, 1099 nè. 1099 một hộp được 60 túi. À, ai mà uống để mà là đang bệnh á, mình uống cho phục hồi cho nhanh á, mình uống ngày 2 túi. Còn ai uống phòng bệnh mình uống ngày 1 túi được rồi nha. Huyết áp uống cũng tốt nè, tiểu đường uống cũng tốt nè, xơ vữa động mạch uống cũng tốt nè, hô hấp bị hô hấp uống cũng tốt nè, quý ông muốn tăng cường bản lĩnh uống cũng tốt nè, chị em muốn đẹp da mình cũng uống nè nha. Nói chung là ai có điều kiện thì uống nha, ai có điều kiện thì uống. À đây bỏ qua đây là cái quên rồi, một hộp chỉ có 1099k thôi nha mọi người, 1099k nha. Đó, ai mua vào trong cửa hàng chốt nha mọi người nha. Một đông trùng hạ thảo mọi người uống lúc đói nha, đông trùng hạ thảo là uống lúc đói, nó có dạng viên nữa nha mọi người, có dạng viên nữa nhưng mà trên cửa hàng chưa có đưa lên là không có đem lên được. Còn cái này là uống là dành cho người tê bì tay chân nè.
Cái viên này gọi là viên tê bì tay chân, một hộp là 120 viên. Ai đang bị tê bì tay chân thì mọi người mua cái hộp này mọi người uống nhé. Giá hôm nay sale là 790 nha mọi người, giá sale là 790 đó, chứ bình thường nó tới 800 mấy lận nha. Ừ. Rồi, ai mua thì mọi người cứ vào trong cửa hàng chốt nha, ai đang bị tê bì tay chân là uống uống ngày 2 viên, sáng viên chiều viên, ăn no rồi uống. Ừ. À, một hộp là uống được 2 tháng nha. Ừ. Những người cái tê bì chân tay họ rất là khó chịu nha mọi người. Đáp này tháng 1 2026 nha, đáp tháng 1 2026. Mọi người ai mua thì cứ vào cửa hàng chốt nha, tại vì tay chân lâu lắm rồi tôi không có lên live bán hàng, bữa nay tôi lên ngồi giới thiệu cho mọi người một số sản phẩm ha. Nước hồng sâm nhung hưu, nước hồng sâm nhung hưu có hộp đâu à ta, lấy cái hộp nhỏ đỡ đi mọi người. Cái hộp này mình đưa lên cho mọi người là cái hộp nhỏ nhé, còn cái của nó là cái hộp to mọi người nha. Đây thì mở cam sau cho mọi người xem cái hộp to này nha. Cam sau. Mọi người cái hộp này nhá. Đó mọi người, cái hộp nhung hưu đó. Đó, mọi người cái hộp to đó nha. Ừ. Đó. Cũng có gần đây mới mới cầm lên được mọi người. Rồi, một cái hộp đó là 30 túi nha, một cái hộp lớn là 6 cái hộp nhỏ này, mỗi hộp nhỏ là nó 5 túi. À, mọi người cứ mua về là lắc lắc lên là uống thôi nha. Lắc lắc lên là uống thôi nha cô chú anh chị. Ừ. Ngon hơn là mọi người uống lạnh nha. Nước hồng sâm nhung hưu. À, ngoài cái sâm với nhung hưu ra thì nó cũng có bổ sung thêm một cái số loại thảo dược khác nữa. À, mọi người uống một ngày 1 đến 2 túi, đang sale là 490 một hộp nha mọi người. Đang sale là 490 một hộp. À, cô chú anh chị ai mua thì cứ vào cửa hàng chốt nha. Còn cái nước này nè là cái nước nước ép tỏi đen. À, ông Hàn Quốc là ông hay làm là cái loại loại nước uống nó dễ, nó hấp thu luôn. À, một cái hộp là nó cũng 60, xin lỗi, một cái hộp là 30 túi nha, một hộp 30 túi. Một cái hộp 6 lớn là 6 hộp nhỏ này và nó được 30 túi nha. À, cái tỏi đen đó thì nó rất là tốt cho hô hấp không ạ. Rồi nó có cái chất gọi là chống oxy hóa. Tỏi đen đó, chống oxy hóa rất là tốt. À, mọi người muốn tăng cường cái hệ miễn dịch mọi người cũng uống tỏi đen. Ừ. Rồi ai mua thì cứ vào cửa hàng chốt nha mọi người, để tôi ghim cái nước ép tỏi đen lên coi nay giá nhiêu nha. Nhiều món mà cũng không nhớ hết giá đâu nha mọi người. Đây, tỏi đen 490 một hộp nha. Nước ép tỏi đen 490 một hộp. Đó, ai mua nước ép tỏi đen mọi người vào cửa hàng chốt nha mọi người nha. Để tôi đi kiếm cái sâm tẩm mật ong nữa nha. Sâm tẩm mật ong. Thôi nó nằm ở đâu rồi nha. Bỏ chồng bỏ chậm nó đâu rồi trời. Còn nhiều món nữa nhưng mà giờ nó nằm đâu rồi. À, đây đây đây, sâm tẩm mật ong này nhà mình nè, một túi là nửa ký nha. Còn mấy cái món nặng nặng quá là biến đem lên đó mà, một túi nửa ký của chú anh chị đang đang có giá rất là tốt nha, chỉ có 890 thôi nha mọi người nha, chỉ có 890 một túi mà được nửa ký là rất là rẻ nha mọi người nha. Mọi người về mua về là mọi người sắc mỏng ra rồi ăn, ăn lần 2 3 lát, ngày mà làm 2 3 lần thôi nha. Đó, mà túi nửa ký được 6 củ à. Mọi người về lấy cái dao á, mọi người sắc mỏng ra rồi mọi người ăn thôi. Ừ, một túi nửa ký sâm tẩm mật ong, hạn sử dụng là tháng 3 2026, hạn sử dụng đọc ở đây nha mọi người nha, hạn sử dụng đọc đây nè.